chào mừng tất cả các bạn đến live stream của Hùng. Chúng ta cùng đến với trận đấu tranh giải 3 ở nội dung đôi nam nữ mở rộng của giải cầu lông thị xã Đông Triều tranh cúp thành công. Phía gần màn hình cặp đôi Thanh Hải và Phương Mai. Phía xa màn hình cặp đôi Thanh Long và Hồng Gấm. Điểm số đầu tiên 1-0 cho Thanh Long Hồng Gấm với một pha dứt điểm rất nổ. Buổi sáng ngày hôm nay trong trận đấu bán kết thì cặp đôi Phương Hải và cặp đôi Thanh Hải và Phương Mai Hồng Gấm để thua cặp đôi Ngô Tú và Như Thảo. Hiện tại thì trận chung kết đang diễn ra ở sân bên cạnh, nhưng mình thấy trận chung kết mới đầu không hay lắm nên là sang bên này bình luận tí cho vui. Bên kia như có vẻ bắt đầu hay hơn rồi đây. Có thể xem lại tất cả trận đấu hay nhất của giải đấu này trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton ở chất lượng tốt nhất. Thank you.
huy quế của Đức Triều, huy chương bạc với Tài Hương và Hương Đạo, huy chương đồng với Thạch Xuân, câu lạc bộ hợp nhất. Và nội dung đôi nam La của Đức Triều, huy chương bạc với Tuyết Mai của Đức Triều, huy chương đồng và Quốc Việt, huy chương bạc Đông Vi Điệp của Đức Triều, huy chương đồng với Tuấn Túc Sao Tây Đông, Cường Cường Hồng Phong. Huy chương bạc với Phương Nguyệt, Phương Nguyệt của Hương Đạo, huy chương đồng với Thái Yến của Đức Triều. Và nội dung đôi nam nữ lứa tuổi 18-30, huy chương vàng của Sơn Anh của Đức Triều, huy chương đồng với Trung Hằng của Đức Triều. Trên sân số 4, chung kết đôi nam 41. Trọng tài sông số 4 cho trận đấu tranh giải ba này còn hay hơn trận chung kết với nhiều đường cầu giằng co hơn. Rất thích quả chặn cầu của Trương Thanh Long. Thank you.
thứ hai điểm số 19-17 cho Thanh Long Hồng Gấm. 20-17 rồi. Trận đấu kết thúc trong vòng 2 set. Xin chúc mừng cặp đôi Thanh Long và Hồng Gấm giành giải vàng.